được tôi hút không nha anh em? Không có thấy được. Ờ còn nhấp. Để chạy đem lại cho anh. Là cùng nha anh em. Dạ. Hà được cua 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 ngói. Con cua hả? Con chi gì anh biết không? À, con chim bắt ong đó, con không có bắn. Tại ăn đâu được đâu. Nhỏ quá. Kể nhỏ cũng có mười bắn đó. Này chắc hụt quá, tại nhỏ quá. Ờ, nhỏ lắm. Trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi. Trời trời. Hai con hút trời 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 bắn gãy vỏ rồi. Trúng hả? Trúng. Viên đầu trúng hả? Trúng. Viên đầu trúng. Nè. Ý chà, ý chà. Khuất dưới trời. Rất còn đó tao nhỏ. Còn con đó. Con này đã bắt tiêu luôn rồi. À được cua nha anh em. Cua đất còn tơ hay gì á. À được cua nha anh em. Ủa ơi mệt. Lỗi ướt quần rồi. Gì? À được cô. Lụm cò. Lụm cò. Lụm cò anh em.
trời. Không được, để lội bánh, thì hiện tại là bán con cò ngay đó, nó lên lên mở chạy đi luôn rồi anh em. Tôi lội qua bánh mà tôi kiếm nó không thấy, má nó mệt chứ chạy. Hiện tại thì mình mấy đồ ướt hết ráo rồi. Ok, giờ mình đi bắn tiếp cho anh em xem. Tiếp tục anh em ơi. Ơi bi trời. Vì hai con tụ bông, tụ bông nha anh em. Đúng rồi, kìa kìa, tao nhỏ tiền lội đi luôn dưới đây nè, tụ bông nha anh em. Con còn bị hả anh, con đèn ở bên kia hả? À, được, tụ bông nha anh em, con đèn má bị rồi, mập lúc luôn. Rồi tiếp tục anh em ơi. Ê dưa nước rồi, thấy không? Dạ. Thấy dưa nước không? Không có. Chết rồi. Ờ. Hả? Em mắng một cái để biết à. Hả cậu ạ nha anh em. Cho nó lội vô anh á. Hết lội luôn rồi. Đó, 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 đó. Lội nữa, cho lội nữa. Thấy đường đường đạn là lắm rồi à. Một con. Giờ làm mấy tăng nhỏ. Mai lông luôn, rớt cho nóc nhà vô xin ta lụm. Giờ mới hạ được rồi em cô dằn nha anh em. Sao mà đỡ được, bé bao nhiêu phải không? Đúng bao nhiêu luôn. Ừ. Rồi tiếp tục anh em ơi. Yeah. Hiện tại là anh Trọng bắn được con tôi hú nha anh em. Trời ơi. Bắn ra bên kia, bắn qua ngay chỗ dưới điện này, hai anh em tôi chạy trước nên tôi không có thấy được, không có quay lại được khúc đó. Nói chung là kiếm con tôi hú cũng trời ơi đất hỡi. Nè nè nè, nè xe cánh là thành quả của mình bắn nè. À, mập lúc luôn phải không? Rồi, rồi. Lâu lắm rồi mới được cảm giác nè. Trời ơi, tuốt ở trong bụi đó đó nè. Đứng à, cái đó hả? À, cái lậu hả? Lậu bắn qua. À, lậu bắn qua cũng 30 mét à. Má nó kiếm không được tôi uống rồi chắc tức lắm. Thôi tiếp tục anh em ơi. Lậu hay quá. Lên. Hay quá. Lội nữa nè cộng gì
nước đứng. Đứng, nước đứng. À, tao nhỏ hạ đường câu nha anh em. Mình lội xuống lụm con câu nha anh em. Ok, để mình lụm con câu lên cho anh em xem. Trời, nó cái lần ở ngoài. Trời ơi, nó ra ngoài được kìa. Ok, bạn nhỏ hạ được cua vàng nha anh em. Cua vàng mà hơi mất thời gian xíu. Thôi tiếp tục anh em ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Trời trời. Gì trời? Nó nổ ghê chứ. Trời mi luôn anh em ơi. Cái gì đó mà không rớt liền. Bay qua tới bển liên tục. Lâu lâu lâu. Té rồi, té rồi, té rồi. À có rắn nha anh em. Đây anh em. Ờ cò mùa này ấm nhách. Có rắn nha anh em. Còn ớm quá. Ok, tiếp tục anh em ơi. Em đi với mẫu ná là Thiên Ngân tiếp nha. Ok, lên đường tiếp anh em ơi. Mày hạ được cua đắt nha anh em. Cua cườm nha. Sợ mà đỡ được. Xuống lụm. Đây nè. Cua cườm nha. Trời ơi, ướt đồ nữa rồi. Ok, tiếp tục anh em ơi. Ra trống, ra trống. Ê, 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 ê. Ra ngoài trống. Ra. Ra ngoài trống cho dễ bắn. Lụm đẻ đi bắn. Ê, tao nhỏ giờ mới hạ thêm em cua vàng nha anh em. Em cua vàng này tự nhiên dưới đất bay lên, bay vô cái viên ná. Vô nồi. Vô nồi, vô nồi. Con này, con này. Ở đây cua này mập ha. Thôi tiếp tục anh em ơi. À, chào anh em thì hiện tại là ba anh em tụi tôi về hết trơn rồi nha anh em. Giờ nấu nướng sinh tồn là bậy chơi. Đây được con cò trắng, con cò bợ, một số con ở bi nữa. Ê ê ê. Ê ảo ảo ảo. Đây được hai con tu hú.
còn tôi hú cũng bơm bì nãy nữa. Này tôi hú bay lên đó hả? Thì giờ anh em vô bắt tay nấu nướng để mình tua cái khúc này lẹ lẹ nha anh em. Ê chào anh em, thì hiện tại moi vậy bia bọt. Ê thì anh Trọng, hai anh em đi săn thì anh Trọng đi sau, bạn công chuyện đi sau. Cu thì cũng đã chín rồi, thì cũng đi kỳ đồng hành của mình thì có thằng nhỏ ngày hôm nay. Anh em thì hứng có mấy con cò với mấy con tu hú rồi nhậu nhạc và bậy chơi. Đây mấy con cu đây. Ủa sao con này mấy con cu đắt nào anh đó trong đây luôn hả? Anh nấu được của mình nhỏ xíu hả? Tèo quá nó ấm mà kìa, có con còn đất nhỏ xíu gì đó mà bự hơn cu vàng được miếng. Biết đây mồi cũng chín rồi anh em ơi, sợ để lá hỏi khác mà anh Trọng không cho đem xuống. Lão hồi nó khác thiệt đó, nói con tôi hú vậy để chín rồi anh xé sợ không được luôn, nó nóng hổi á. Gọ đó kìa, gọ bên đây nè, đang thù lù rồi à, xèo xèo luôn. Cỏ khô rồi đó, khô chưa? Thôi chưa rồi. Anh thấy nó chưa chín đó. Trời ơi chưa chín nữa. Thì hôm nay bắn nó bi nhiều anh em ơi, bắn mà lụm cũng được cũng quá trời. Tới chiều này hứng đổi gió đổi trời để nhậu nhạc ba la ba lô. Ok chắc video mình xin tạm dừng ở đây luôn anh em ơi, hẹn anh em một video khác để săn hàng hiếm tiếp. Sao em không uống hết nước mía đi tao nhỏ, xong cái anh bỏ gục đá đi rồi anh với tao uống à? Đúng không? Chịu. Ok tạm biệt anh em nha. Vô. Chú Chí còn chưa già đó. Lấy cái ly của tay nhỏ kìa, đá còn nè. Nãy nó chảy nước là thấy nè. Nói rồi không tin. Lụm à? Khúc lụm chứ có được quay khúc được khúc bắn đâu. Phải quay khúc lụm mới hay.
Hiểu quá. Em ý y sợ là không có kiếm được. Anh bắn rồi, anh nói ngày đó anh hết lần nữa rồi. Chứ anh biết đúng ruộng cả nào, nếu mà đã tránh là anh bỏ rồi. Nó mới tào lao. Chết ngắt luôn đó. Vậy chị bốn nát đi. Chị bốn nát gì? Ba nát rồi rồi. Thằng nhỏ uống thằng nát. Thằng nhỏ làm cái này. Lắm rồi mà sao mà kỳ vậy trời. Bắn full là đừng có canh ngay nó. Vậy lần mà đây tới đó à. Không anh, mà anh muốn bắn ức là canh đích. Full nó gần cái bắn á. Không đúng mày. Hả? Tại vậy á. Đúng quá. Đúng mày hiếm. Tại đó giờ chưa thấy tôi muốn làm má mà đứng gần vậy rồi bắn. Chưa thấy luôn. Thấy bắn mà tay cũng chưa luôn. Rồi dạ. Anh chưa chìm ngửa mấy con đũa chăn con đuốc nãy không? Chăn con đuốc nãy không? Kiểu anh cầm lâu quá. Anh cầm kỹ. Anh kỹ. Anh nhưng mà không. Anh vừa dây trùng dây mà ngay nó anh buông lại đi. Đừng kinh kỹ nè. Dây hai dây thành một là ngay nó anh cứ buông lại. Anh nghe mày nói ví dụ mà anh bắn hắt hắt á là anh về nhà anh tập lại, nhưng mà tập vậy anh bắn toàn dưới. Tại cái tập anh quen rồi. Giống như cái đầu chặn đưa vậy đúng không? Đây mục tiêu phải không? Đầu chặn đưa dưới này nè. Dưới này nè. Anh đưa lên nhanh lắm. Anh đưa lên như nè. Là có nghĩa là đưa cái đầu chặn ngay một tự lạc buông liền. Hiểu không? Giống như là anh canh ở dưới mà. Xong rồi anh đưa lên ngay một tự lạc buông liền. Thành ra là em thấy cái khúc cuối anh hay vậy nè. Hiểu không? Bắn hay, tan hay vậy nè. Nhưng mà anh đưa lên nhít xíu thôi. Nhưng mà thành ra là cái nết bắn của anh đó giờ nó dễ hơn. Không phải là bắn bắn tới má.